Xin chào, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Lại là mình đây. Và hôm nay mình ngồi ở đây để giới thiệu với các bạn những chiếc MacBook rất đáng mua trong tầm giá từ 25 đến 35 triệu. Và bây giờ, intro nào. Mark One, số 1 về Mac. Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là chiếc MacBook Pro 2017 không Touch Bar bản mới. Hiện tại thì đây là chiếc máy được nhiều người săn mua nhất tại Mac One với mức giá tầm 27 triệu. Nó phục vụ đáp ứng tốt những cái nhu cầu cơ bản như là Word Excel hoặc là chỉnh sửa ảnh video nhẹ nhàng. Trong tầm giá này thì đây như là một chiếc máy quốc dân vậy đó. Những bạn là làm văn phòng hay là đồ họa hay là code ở mức nhẹ nhàng thì đều nên lựa chọn cái MacBook này. Máy có cấu hình với con chip Core i5 RAM 8GB, ổ SSD 128 hoặc 256GB thì đây là một chiếc máy có thể đáp ứng cho tốt các nhu cầu của các bạn trong từ 1 đến vài năm nữa là chuyện hết sức bình thường. Tiếp theo là đối với dân lập trình hay là đồ họa thì không thể bỏ qua chiếc máy này bởi vì đây luôn là dòng bán chạy 15 inch bán chạy nhất tại Mac One. Hiện tại thì trong tất cả các dòng MacBook Pro thì 2015 luôn là dòng ổn định nhất. Với giá bán rất là hợp lý, chỉ khoảng 26 đến 27 triệu cho bản tiêu chuẩn. Và nếu mà các bạn muốn có thêm cạc rời thì chỉ bù thêm tầm 3 đến 4 triệu nữa. Với cấu hình cực khỏe là chip Core i7, RAM 16GB và SSD 256 hoặc là 52GB, sẽ có cả option 1T cho các bạn để lựa chọn. Điểm cộng tiếp theo nữa trên MacBook Pro 2015 là nằm ở bàn phím, với bàn phím cũ vẫn còn hành trình phím sâu cho cảm giác gõ cực tốt và không bị lo lỗi vặt như trên các dòng MacBook mới. Về ngoại hình thì MacBook Pro Retina 2015 thì vẫn giữ nguyên cái thiết kế cũ. Máy vẫn sử dụng một thiết kế nhôm nguyên khối unibody tuyệt đẹp và cho cảm giác chắc chắn và sang trọng. Nổi bật với màn hình lớn cho không gian trải nghiệm rộng rãi. Với màn hình 15,6 inch cho độ phân giải cao là 2880x1800 đạt tới 5 triệu điểm ảnh. Giúp bạn có thể thực hiện tốt các công việc chỉnh sửa ảnh hay là video một cách rất là mượt mà với hình ảnh sắc nét và độ chuẩn màu cao. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa là dòng MacBook Pro 2017 có Touch Bar. Với bạn nào cần cấu hình cao nhưng kích thước nhỏ thì đây sẽ chính là sự lựa chọn của các bạn. Máy có thiết kế tương tự như chiếc MacBook Pro 2017 như mình giới thiệu ở đầu video. Tuy nhiên thì chiếc máy này thì sẽ có thêm một giải Touch Bar và có thêm một Touch ID giúp các bạn mở máy hay là unlock những cái ứng dụng một cách nhanh hơn. Ngoài ra thì trên chip trên dòng này thì sẽ có một cái tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn trên các dòng không Touch Bar khác và nó sẽ thích hợp hơn cho những bạn cần có hiệu năng cao trên cái dòng MacBook này nhé. Tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn là chiếc MacBook Air 2019. Đây là chiếc MacBook duy nhất của dòng Air được xuất hiện trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì MacBook Air 2019 vừa mới được ra mắt, có rất nhiều những ưu điểm lớn mà mình mới có một cái video mở hộp thì các bạn có thể xem lại video chi tiết đó. Và dòng Air đặc điểm chung thì vẫn là có thiết kế đẹp này, mỏng này, nhẹ này, pin tốt và một cái màn hình đẹp. Nếu mà các bạn muốn mua MacBook Air mà một cách kinh tế hơn một chút thì chúng ta có thể tham khảo sang MacBook Air 2018. Hiện tại thì dòng line new của nó thì bây giờ đâu đó chỉ tầm 25 triệu thôi. Còn hàng mới thì sẽ tầm 28 triệu các bạn nhé. 2019 thì sẽ cải thiện được thêm về cái phần màn hình, đã có thêm chu tông và bàn phím thế hệ thứ 3 sẽ gõ tơn tốt rất là nhiều. Và chiếc máy cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn hiện đang mua nhất chính là chiếc MacBook Pro 2018 ở tầm giá này. Cá nhân mình thì kết lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ tiền mua thôi. Là dòng sản phẩm được Apple nâng cấp bổ sung nhiều tính năng mới để tăng hiệu suất hoạt động cho người dùng. MacBook được bổ sung thêm CPU thế hệ 8 với 4 nhân, màn hình Retina với công nghệ chu tông, tùy chỉnh màu sắc theo ánh sáng môi trường, trang bị được bàn phím thế hệ thứ 3 thì MacBook Pro 2018 chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng mua cho các tín đồ tá khuyết khi mà muốn trang bị MacBook phục vụ công việc học tập hay là nhu cầu làm việc. Với thiết kế bên ngoài tinh tế, sang trọng tương tự như các mẫu MacBook trước đây thì Apple đã nâng cấp MacBook Pro 2018 lên bàn phím thế hệ thứ 3 cho cái cảm giác gõ phím nó êm tay và không còn ồn hơn như trước. Ok, trên đây là những dòng MacBook mà mình muốn gửi tới các bạn trong tầm giá 25 đến 35 triệu. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin bổ ích về MacBook. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được chiếc MacBook của mình ưng ý tại Mac One nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.